Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Không khí Tết ở Sài Gòn thì rất là nắng anh chị em và các bạn. Phía sau anh chị em và các bạn đây là một cái chợ hoa, chợ Tết của quận 9. Đây là trung tâm của quận 9. Phía xa này, đó là Vincom quận 9 anh chị em và các bạn. Nhìn ở đây thì chúng ta thấy là không khí Tết ở Sài Gòn thì nắng và mai là rất nhiều. Phía sau anh chị em và các bạn thì sẽ thấy rất là nhiều mai, họ trưng bày mai và một số cái cây cảnh để bán phục vụ cho Tết. Và chủ yếu là phía ở trong Sài Gòn thì là mai và hoa cúc là rất là nhiều, là chủ lực. Nhưng trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì thưa với anh chị em và các bạn, chúng ta sẽ không cùng với lại Thắng ơi đi chợ Tết nữa, mà chúng ta sẽ cùng với Thắng ơi đột nhập vào một cái khu nó khác. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng Thắng ơi xem là trong cái những ngày cuối năm này Thắng ơi sẽ dẫn anh chị em và các bạn đi đâu và làm gì anh chị em và các bạn ha. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta sẽ không đi chợ Tết mà chúng ta sẽ đi nhà sách phía sau anh chị em và các bạn, ngay sát khu vực và chúng tôi vừa giới thiệu với anh chị em và các bạn, đó là trung tâm của quận 9, đó là Vincom. Thì ở phía sau chúng ta đây là nhà sách Fahasa quận 9. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với Thắng ơi vào trong nhà sách và sẽ tìm cho quý anh chị em và các bạn, những người đang đầu tư bất động sản thì nên đọc những cuốn sách nào, và nói chung là những người đang đầu tư bất động sản, chứng khoán, vàng, ngoại hối hoặc ngay cả Bitcoin thì nên đầu tư mua những cuốn sách nào để đọc cho Tết này. Và đây cũng chính là cái địa chỉ và ít ồn ào nhất, ít xô bồ nhất, ít chen chúc nhất mà trong những ngày gần Tết anh chị và các bạn có thể dẫn người thân tới và gọi là tìm cho mình một cái cuốn sách, một cái những cái cuốn mà chúng ta đang tham gia đầu tư ở cái lĩnh vực của mình thì cần phải dành một chút thời gian nghỉ ngơi để có thể, nếu được thì đọc cho tham khảo thêm các cái thông tin khi chúng ta ra quyết định đầu tư. Và để không mất thời gian của anh chị em và các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ đột nhập vào nhà sách Fahasa. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, nhà sách thì sẽ là rất là vắng, nơi mà vào những ngày Tết thì lại thông thường là rất ít người tới đây để có thể là mua sách. Vì vậy nên là trong những ngày cận Tết thì nơi mà rất là thoải mái để có thể vào để vừa là thư giãn trong những ngày cận Tết, vừa là có thể chọn cho mình một cái cuốn sách hay để đọc Tết là điều rất là tuyệt vời. Anh chị và các bạn sẽ cùng với Thắng ơi bước vào trong nhà sách xem là chúng ta sẽ có thể chọn được cho mình cuốn sách gì để đọc Tết trong cái Tết này anh chị em và các bạn ha. Xin chào anh chị em và các bạn. Vì một số cái quy định của bên Fahasa về việc là review sách hoặc là giới thiệu với anh chị em và các bạn về những cái cuốn sách trong hiệu sách thì không được phép. Chúng tôi đã vào xin phép để có thể review cho anh chị em và các bạn, nhưng mà bên Fahasa thì cho rằng là mình chưa xin phép nên là không được. Vì do đó thì chúng tôi đã mua ra đây cho anh chị em và các bạn là một vài cái cuốn sách mà chúng ta thấy rằng là sẽ nên tìm để đọc vào Tết. Thì thực ra thì về sách về bất động sản á, thì thực sự là nó không có nhiều lắm anh chị em và các bạn ha. Sách về bất động sản thì không có nhiều. Do đó nên chúng tôi chỉ tìm được có một hoặc hai cuốn về bất động sản. Và những cái cuốn sách về bất động sản thì viết về Donald Trump anh chị em và các bạn. Đây, chúng tôi chỉ tìm được có mỗi một cuốn sách về viết về bất động sản với cái giá mua là 72.000 anh chị em và các bạn. Với giá 72.000 về cuốn Nghĩ như một tỷ phú, mọi thứ bạn cần biết về thành công bất động sản và cuộc sống của Donald Trump. Và một cuốn nữa thì chúng tôi tìm mãi để bắt về bất động sản thì gần như là không có. Để cho anh chị em và các bạn nào làm bất động sản nên đọc thì chúng tôi sẽ về đọc vào cuốn này và sẽ review với anh chị em và các bạn, sẽ nói với anh chị em và các bạn những cái gì cần biết, cần nắm về thị trường bất động sản. Nếu thực sự chúng tôi đang tìm thì đang muốn tìm xem là một cuốn sách nói về bất động sản của Hồng Kông, của Singapore hoặc là của Đài Loan. Đó là những cái thị trường mà chúng ta cần phải học hỏi, cần phải nghiên cứu. Còn với thị trường bất động sản của Mỹ thì chúng ta cũng nên đọc cuốn này, và thêm vào đó nữa là đọc cái khủng hoảng nhà đất của Mỹ năm 2008. Cuốn thứ hai mà chúng tôi cũng có nhặt ra đây, bởi vì là trong nhà sách thì nhiều sách về chứng khoán lắm, nhưng mà chứng khoán thì chúng ta đã nói nhiều quá rồi. Thì chúng ta sẽ nói về cái chủ đề bất động sản và chia sẻ với anh chị em và các bạn về bất động sản. Thì chúng ta, tôi cũng có mua thêm một cuốn là Con đường tự do tài chính. Con đường tự do tài chính thì cuốn này thì sẽ đọc và review với anh chị em và các bạn trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó nữa thì có thêm hai cuốn nữa, đó là cái cuốn
tiền không bao giờ là đủ, tiền không bao giờ đủ với cuốn Tôi Đã Làm Giàu Như Thế Nào của Donald Trump, của tỷ phú Donald Trump, hiện tại là Tổng thống của Mỹ. Thì thưa với anh chị em và các bạn thì cũng chỉ có như vậy thôi. Chúng tôi tìm, chúng tôi đọc ở trong đấy thì theo quy định thì không được. Do đó thì chúng tôi phải ra bên ngoài phía hông của nhà sách Phaza quận 9 để có thể review thêm với anh chị em và các bạn một chút nữa. Thì mong rằng là những cái giới thiệu về sách thì chúng ta thấy được rằng là nên anh chị em và các bạn nên đi dành một thời gian vào ngay ngày gợi cận Tết sẽ mua lấy một ít sách về để đọc. Và những cuốn sách mà chúng ta có thể sẽ phải cần đọc và nghiên cứu thêm, đặc biệt là chúng ta nếu mà là người đầu tư bất động sản thì nên, chúng tôi chia sẻ với anh chị em và các bạn hãy nên đọc về thị trường bất động sản của Mỹ, khủng hoảng bất động sản của Mỹ năm 2008 để biết tại sao ở Mỹ lại có khủng hoảng bất động sản, tại sao bất động sản lại bùng nổ mạnh mẽ ở Mỹ như vậy và tại sao nó lại sụp đổ. Thưa với anh chị em và các bạn, năm 2008 thì thị trường bất động sản của Mỹ đã giảm tới 50% so với những gì mà nó tạo lập vào năm 2006-07 và đầu 2008. 2008, 2000 trong đặc biệt là trong năm 2008 thì bất động sản Mỹ sụp đổ rất là mạnh mẽ. Thì có một vài cái nguyên nhân thì chúng tôi muốn anh chị em và các bạn hãy đọc về những cái hiểu biết của mình về những nguyên nhân tại sao bất động sản Mỹ có thể sụp đổ như vậy. Và từ đó thì anh chị em và các bạn sẽ có thêm kiến thức và sau này chúng tôi sẽ có những cái video để chia sẻ để nói với anh chị em và các bạn đầy đủ hơn. Và từ những kiến thức của anh chị em và các bạn biết thì chúng ta cũng sẽ một phần nào đó sẽ gọi là chia sẻ ngược trở lại với tự doanh, với Thắng ơi. Mong rằng là chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi, cùng nhau tiến bộ và sẽ hiểu hơn được thị trường bất động sản của Mỹ, hiểu hơn được cái cách để thị trường bất động sản có thể bùng nổ, cách để nó sụp đổ. Và hơn ai hết thì thưa với anh chị em và các bạn là nhờ vào cái hiểu biết đó thì chúng ta có thể suy ra rằng là liệu thị trường bất động sản của Trung Quốc có sụp đổ hay không, liệu thị trường bất động sản của Việt Nam lên như vậy đã nhiều hay chưa, những công cụ tài chính đi kèm với thị trường bất động sản Việt Nam liệu đã thực sự giống như thị trường chứng khoán bất động sản của Mỹ hay không, liệu nó có thể gây ra những cái ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường bất động sản. Đó là những điều mà quý anh chị và các bạn nên nắm và nên biết để chúng ta có một phần nào đó để nhìn nhận thị trường bất động sản Việt Nam thì nói riêng và thị trường bất động sản Trung Quốc nói chung trong thời gian sắp tới nó sẽ ra sao và ảnh hưởng của nó tới những cái quyết định mua bán của chúng ta như thế nào. Thì mong rằng những cái chia sẻ của chúng tôi, những cái nói chuyện với anh chị em và các bạn trong rất nhiều những video gần đây về 18 cái video về bất động sản, anh chị có thể xem lại về cái cách mà chúng tôi phân tích về cái xu hướng, cái chu kỳ của bất động sản trong những cái video mà chúng tôi sẽ để trên góc này cho anh chị, góc bên này cho anh chị em và các bạn. Thì chúng ta sẽ để cái loạt là những cái video bất động sản ở đây để anh chị em và các bạn có thể xem lại. Thì tất cả những cái video nói về bất động sản thì sẽ để một cái link về tất cả những video về bất động sản ở đây cho anh chị em và các bạn cùng xem. Mong rằng là nhận được những cái sự ủng hộ nhiệt tình của anh chị em và các bạn cũng như là mỗi video xem thì anh chị và các bạn vui lòng có thể để lại những cái like, chia sẻ và bình luận. Đừng quên đăng ký kênh Thắng ơi để tiếp tục cập nhật những video tiếp theo hay hơn, hữu ích hơn mỗi ngày bạn nhé. Chào, xin chào và hẹn gặp lại.